Giới thiệu mọi người ha. Đây là sản phẩm của con trai thầy Thanh nè. Đây đây. Suốt ngày súng với ống, súng ống. Đây. Một khẩu nha mọi người ha. Đạn nè. Bắn bốc 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 bốc. Trời ơi. Khẩu thứ hai. Khẩu thứ hai đây. Khẩu thứ hai. Khẩu này to hơn ha. Hai là hai cây này là bắn chung cùng loại đạn. Và đây, khẩu cuối cùng là Mini súng ngắn mini. Cầm lên cái này. Ồ. giống như ngày xưa. Ok mọi người ha. Đây con trai thì Thanh á, ngoài việc là đi đi học ở nhà thì có xem điện thoại chút đỉnh. Và Lego thì không có thích mua Lego nữa. Lego bây giờ là chỉ có sáng tạo thế này mà chơi thôi. Nhìn có nòng súng nè để ngắm này vân vân nè. Ok ha mọi người ha. Khẩu này khá nặng bự, còn khẩu này thì vừa tay mình hơn, nhẹ nhàng. Đây đây đây, chân dung của nhà sáng tạo đây, cười cái coi. Không thích cười Chỉ thích khi à. ngoài. Như vậy thì mọi người thấy nè. À, thay vì mua đồ chơi mới để chơi thì anh ta thì chỉ thích là sáng tạo thôi, giờ nạp đạn phải không, nạp đạn xong rồi bắn thôi đó. Thầy Thanh hay chia sẻ các video của mình lên trên YouTube, hy vọng mọi người sẽ thấy rằng là thích thú và mọi người follow YouTube ủng hộ thầy Thanh nha. Thầy Thanh có hai cục vàng thôi. Rồi, 1, 2, 3, nhắm này, bắn nè. Ồ, ghê, bắn bốc luôn. Kiếm được rồi, chứ Rồi, mất rồi, rồi. tiêu rồi. Bye bye mọi người nha.